Hey yo, xin chào tất cả người và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Trên tay mình hiện tại đang là một chiếc điện thoại iPhone XS Max và anh em thể nhìn thấy qua, nó rất đẹp và rất tuyệt vời. Để mà sở hữu được một chiếc điện thoại này, chúng ta sẽ phải bỏ ra một cái số tiền đó là tầm khoảng 32 triệu hoặc là 34 triệu gì đó. Một cái con số quá khủng khiếp. Nhưng mà các bạn sẽ có thể sở hữu được một chiếc điện thoại iPhone XS Max phiên bản Liên Global hoàn toàn miễn phí nếu mà các bạn tham gia sự kiện đó là ô trò kỳ diệu. Thật ra thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để có thể tham gia được cái ô trò kỳ diệu này như thế nào. Thật sự là rất đơn giản thôi. Và chúng ta sẽ có may mắn sẽ có thể nhận được một chiếc điện thoại iPhone XS Max đẹp như thế này và phiên bản của Liên Global. Ok, bây giờ mình sẽ vào để cho các bạn xem qua. Trước mắt các bạn, đây là một cái sự kiện đó là ô trò kỳ diệu. Và các bạn thể nhìn thấy qua có một chữ hiếm và sáng rực rỡ, đó là chiếc điện thoại iPhone XS Max. Đây là phiên bản của Liên Global và hoàn toàn miễn phí nếu mà các bạn may mắn có thể quay chúng được vào. Rất là nhiều bạn hỏi mình tại sao mà một ngày quay được một lần thôi. Các bạn sai rồi, các bạn có thể quay được 3 lần trong ngày này. Trong một ngày các bạn có thể quay được 3 lần. Đầu tiên khi mà các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ nhận được một lần quay. Và các bạn đăng nhập từ lúc 11 giờ đến 13 giờ các bạn sẽ nhận thêm được một lượt quay nữa, đó là 2 lượt quay rồi. Lượt quay thứ 3 các bạn sẽ đăng nhập vào từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày thì các bạn sẽ nhận thêm được một lượt quay nữa. Và đây là cái chuỗi sự kiện của cái tuần lễ sinh nhật Liên Global, các bạn hy vọng rằng các bạn có thể tham gia. Hiện tại thì cái chuỗi sự kiện này có rất là nhiều các phần quà quý giá và đặc biệt là có xe máy Yamaha R15, iPhone XS Max phiên bản đặc biệt, xe đạp điện, TV Sony 49 inch, tài khoản phun tướng, tài khoản phun ngọc, rất là nhiều những cái phần quà giá trị dành cho các bạn. Và trong cái clip lần này, mình sẽ chỉ cho các bạn nếu mà các bạn quay trúng được một phần quà nào đó trong cái chuỗi sự kiện này như là iPhone XS Max, hoặc là TV, hoặc là xe đạp điện, hoặc là xe máy Yamaha R15, thì các bạn liên hệ vào đâu để các bạn có thể nhận được quà từ ban tổ chức. Đó, mình sẽ ấn quay này. Tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách để có thể liên hệ. Ôi, cố gắng nào. Cái lúc quay như này chúng ta cần phải cầu nguyện. Đấy, cầu nguyện. Chỉ cần ấn dừng lại thôi là xem iPhone XS Max phiên bản không được rồi. Mình quay vào cái phần đó là mảnh tướng anh em ơi. Đúng thật là hên xui. Nhưng mà giả dụ nếu mà các bạn quay chúng được vào iPhone XS Max thì các bạn sẽ liên hệ vào đâu? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua. Nếu các kết tướng may mắn trúng các vật phẩm đặc biệt như là iPhone XS Max, TV hoặc là những phần quà khác thì vui lòng liên hệ ban tổ chức thông qua hỗ trợ.gana.vn và cung cấp thông tin sau để thực hiện như là họ và tên, ID này, số điện thoại này, địa chỉ và ảnh xác minh quay trúng. Và các bạn sẽ được bên Ghana người ta hỗ trợ cho để có thể nhận được những cái phần quà giá trị. Đó, cách thức nhận rất đơn giản thôi, chú ý là các bạn có trúng được hay không. Hey, xin chào tất cả người, hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với vị tướng Ignis, một trong những vị tướng pháp sư hiện tại đang rất mạnh ở phiên bản chính thức Liên Global Việt Nam. Sau khi vị tướng này được thay đổi và chỉnh sửa tăng sức mạnh với bộ kỹ năng hồi rất nhanh và cũng như là cái lượng sát thương được tăng lên rất nhiều, Ignis chúng ta đã bị cấm liên tục trong mức danh cao, còn danh thấp không có phần cấm chọn, không biết các bạn có chơi hay không. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một trong những vị tướng pháp sư quá mạnh thời điểm hiện tại. Vậy nên Ghana Liên Global quyết định trừng phạt, trừng trị vị tướng Ignis. Trong phiên bản sau, vị tướng này bị giảm sức mạnh. Đó, giảm sức mạnh trong phiên bản sau. Nhưng dù sao thì khi mà bị giảm sức mạnh, vị tướng này nếu mà anh em biết chơi thì anh em vẫn tạo ra được khả năng khó chịu. Trận đấu này thì mình sẽ để lại trang bị cho vị tướng Ignis và mình đang cố gắng leo danh ở Mix Vitamin. Đó, lâu rồi chưa chơi Tukuda, hôm nay ôn lại kỷ niệm bao nhiêu thời bao nhiêu quá kỷ niệm ùa về với cụ già Ignis. Đó, cấu rỉa này anh em thấy chưa, cấu rỉa thôi là phải tốc biến rồi. Mình đang cố gắng pha một chút tại vì trong trận đấu này mình solo đó là vị tướng Elsu làm cái thôi không chết được, lại còn có kiểu thêm cả cái thanh niên Roken lên hỗ trợ. Đó, Ignis của chúng ta trong phiên bản sau thì bị giảm sức mạnh đến từ chiêu 1 giảm sát thương anh em ơi.
Nói chung là giảm một chút sát thương không vấn đề gì hết. Còn với kỹ năng 2, kỹ năng 3 thì cũng không có sự thay đổi gì, chỉ là nó giảm một chút sát thương đến từ chiêu 1 thôi. Trước thì là 320 đến 620 cộng 50% công phép. Còn đến trong phiên bản sau sẽ bị giảm xuống là từ 3, nó giảm xuống còn là 340 đến 540 và cộng chỉ là cộng 40% công phép thôi. Trước đây thì là cộng 50% công phép, nhưng mà sang phiên bản sau là còn 40% công phép. Đấy là việc khả năng từ chiêu 1, còn với chiêu 2, chiêu 3 thì không có sự thay đổi gì hết. Đó, chơi một vị tướng cơ động như thế này, à không phải cơ động, nói cơ động đâu ra. Ít nhất chúng ta không có bộ kỹ năng nào giúp cho vị tướng này có khả năng nhảy được. Nhưng mà có một cái kỹ năng giúp cho vị tướng Ignis được tăng tốc độ di chuyển rất nhiều, người ta là tăng cường tăng cường sinh lực rồi. Thế nên giúp cho mình khả năng đi đảo đường tốt hơn khi mà ném hai chiêu một bút ra còn được tăng tốc độ di chuyển. Có Vân Ca ở đây luôn luôn đứng từ phía trước, lên đi anh ơi, lên đi em, luôn đứng từ phía sau và mình sắp hồi cái level 4 rồi. Trận đấu đây nói chung là team bạn có Elsu khá khó chịu, căn bản nó đặt từng trạng, thế nên là chúng ta cần phải ấy kìa đất ngay mà giao tranh rồi. Bây giờ mình sẽ lên hỗ trợ nha. Chỗ này thì vừa vét thì hơi chuẩn cái bắn cái gì, ui nổ phát ba người, trời ơi, chưa một tiếp thì lên bảng, tiếp tục một mạng nữa anh em thấy chưa. Team bạn đã phải bỏ chạy và mình ăn được mạng chiến công đầu. Đừng có khinh vị tướng Ignis làm gì, Ignis rất là mạnh anh em ơi. Búp giáp kìa, búp giáp một cái lượng giáp rất dày. Chủ yếu là thông báo cho anh em về cái sức mạnh vị tướng Ignis trong phiên bản sau nó có sự điều chỉnh gì không để anh em có biết nên chơi. Nhưng mà tính từ thời điểm bây giờ thì không leo danh với Ignis đấy là một cái sai lầm. Các bạn cần phải chơi ngại vị tướng này ngay, tại vì là hiện tại nó được tăng rất nhiều sức mạnh, đầy đủ các ưng trạng. Thảo nào tôi đi ganh, tôi đi đảo đường, kiểu là team bạn có người phát hiện ra cái gì đấy, bật lưng chiêu cuối máu vậy, máu vậy, cứu tôi cái nào rồi, có đồng đội tối. Rau ke bỏ chạy luôn. Thảo nào mình đi đảo đường ganh, team bạn đường trên lại chạy về. Mặc dù là mình có để lại cái dấu vết thì đâu, ai ngờ dính ngay phải ưng trạng phát hiện tàng phát hiện được cái mục tiêu của vị tướng Elsu. Và đây này, và đây màu xanh này, mình chỉ hỗ trợ bạn thôi chứ mình dám cướp đâu, bằng này máu làm sao cướp được. Đây rồi, Lữ bố dính choáng. Lữ bố ơi, tiếp tục chiêu cuối vào là sấp mặt nổ lên bảng, trời ơi. Ôi Elsu ơi, bình tĩnh, mình có cái phượng hoàng lệ, mình được hồi mana, hồi máu mà, hồi phục rất là nhiều ấy. Đi đảo đường thôi, mặc dù lại nghĩ anh em thì nhìn thấy chân rất ngắn và vị tướng này cũng rất già rồi, nhưng mà vẫn rất thương con cháu ấy, vẫn có đi hỗ trợ cho đồng đội, đi đảo đường dưới, đảo đường trên để giúp cho con cháu ngày càng phát triển và khôn lớn ấy, giúp cho trận đấu dễ thở hơn. Anh em thông cảm cho mình một chút nha, hiện tại thì thời tiết Hà Nội nó đang có cái đợt không khí lạnh, thế nên cái giọng của mình nó cũng bị lạc đi rồi. Người ta gọi là bị khàn tiếng ấy, nghe giọng của mình nó khác đi, nó bị ồm hơn. Rồi không sao cả, mà vẫn bình luận được cho anh em, đấy là một cái điều tốt. Giao tranh gắt quá, chiêu cuối phát này là sấp mặt. Ui nổ kìa, có mạng nhưng mà không phải mình ăn mạng. Hay lắm, tráng liên tục. Đây là phát huy ra khả năng khó chịu vì tiếng Ignis và mình kiếm được 3 mạng. Đâu hai mạng thôi anh em ơi. Đây double kill từ bò với theo nát. Trời ơi rất là thơm. Đánh đến nỗi mà hết sạch mana luôn. Đúng thật, mạnh quá mà. Sử dụng kỹ năng khéo, nếu mà chúng ta biết sử dụng combo lại cái ưng chạm. Khổ lắm nhờ, mình cứ đi đâu lại đẻ trứng ở đây. Đúng là Elsu chỉ biết đẻ trứng dạ thôi. Thế này là mình được ăn trứng miễn phí, ui chết rồi. Đang định chạy xuống hỗ trợ nha anh ngờ. Có vẻ là team bạn đang bị lép vế hoàn toàn. Ok, lép vế, cho lép vế luôn. Cái ước muốn khi mình được chơi Elsu, chơi vị tướng Ignis đó là được cái con bùa xanh khi mà đồng đội nhường cho, nhưng mà có lẽ hơi bị khó trong trận đấu này. Ước gì có được bùa xanh thì mình sẽ phát huy được sức mạnh còn nhiều hơn nữa, với giảm thời gian hồi chiêu và kỹ năng sử dụng không được tốn nhiều mana cho lắm. Rồi, ui trời ơi, bắn luôn. Nó cũng ôi, bật luôn chiêu cuối, vẫn còn chiêu cuối à? Cái gì vậy? Đừng. Khổ lắm, tôi già mà. Rồi ôi, hết chiêu cuối là đấy, hết chiêu cuối là râu ke, là người ta gọi phế vật. Chả được luôn, chết này. Một phát ném ốp lag. Sao thế này, sao tự nhiên lag vậy? Đùa. Trời ơi, sao tự nhiên lag, mạng tự nhiên lag rồi anh em ơi. May quá mình chưa bị chết kìa. May quá. May quá mình chưa bị chết.
đồng đội cũng lấy được cái trụ đấy rồi. Trời ơi, lắm lúc mà anh em đang chơi mà anh em gặp cái trường hợp này thì đứng tim mà đau tim luôn. Đúng thật, rất là đau tim. Tiếp tục, đấy, chạy lên khu vực đường trên thì mất đường giữa. Đúng thật là thanh niên kia tranh thủ quá, tranh thủ kinh khủng. Thế tôi đi đảo đường thôi mà đã lấy mất cái trụ đường giữa rồi. Đấy, mất quê hương mà đợt phải đi trả thù, tìm thấy nữ bố và xử ngay. Nhưng mà dù sao thì đang có bò Toro, tìm bạn cũng khá trâu đấy. Uê, đi đâu mà vội mà vàng, em gái xinh tươi. Đứng thật, gặp gái là đấy sở trường của Ignis rồi anh em. Sở trường của ông già này rồi, cứ gặp là tán, gặp đến đầu là tán, tán đến đổ thôi anh em ơi. Tán đến đổ thôi, có hẳn một cái bí quyết gia truyền, người ta bí quyết tán gái. Lấy trụ đứng giữa nào, đúng rồi, có xạ thủ đây thì cái trụ đứng giữa này lấy rất dễ thôi. Ok, có trụ đứng giữa rồi. Và mình thông báo là tối nay mình live stream lại trên Nonolai nhá. Anh em có thể qua giao lưu với mình trên Nonolai ID 8915517. Sau 3 ngày mình nghỉ, mình có một chút công việc bận, thế hôm nay mình chính thức quay trở lại để có thể live stream với các bạn. Rồi, cho mình con bùa xanh đi bạn ơi. Để mình ăn bùa cho bạn ơi, cho mình đi. Triệu Vân ơi, leo danh mà. Có phải đánh thương? Ô, mày quá. Trời ơi, biết ngay bạn này không có ý cho, nhưng mà mình vẫn sử dụng được kỹ năng. Vẫn sử dụng được kỹ năng để có thể KS được con bùa xanh. Chứ còn Triệu Vân có bùa xanh không nhường, chán quá. Rồi, ôi trời ơi, bắn một phát eo su kìa, thốn. Thốn này hay lắm. Ui ui, bật lớp giáp dày vậy. Ui, lưu bố đâu ra vậy, trời ơi. Ok, tráng diện rộng và anh em thì nhìn thấy là dồn sát thương này. Mà không được đau cho lắm đâu, tại vì team bạn quá đông mà. Thên ơi, Thên đẩy lẻ làm gì? Trời ơi, đỡ đòn đi đẩy lẻ đấy kia đỡ sao? Rồi, có gấu, gấu cũng rất xanh mà. Kéo nét đằng sau, chơi luôn này, chơi được, tráng này. Ok, tiếp tục chiêu 1 và sử dụng chiêu cuối đây thì nổ, một mạng. Cân cả theo nét lo cái gì? Tiếp tục chiêu 1, thêm mạng nữa, 605. Đừng có nhờn, với truy. Đã bảo rồi, nó quá mạnh nên chúng ta cố gắng tập trung leo danh với vị tướng Ignis trong phiên bản này đi. Sang phiên bản sau là bị giảm sức mạnh, là mình nghĩ là vị tướng này không còn bị cấm thường xuyên nữa, nhưng mà vẫn có được cái sức mạnh quá chịu. Tại vì nếu mà anh em chơi vị tướng bét rồi, chơi vị tướng này bét rồi thì anh em không phải lo về cái vấn đề vị tướng này yếu hay mạnh nữa, khi mà chúng ta sử dụng quen. Rồi, cướp được con bùa đỏ thơm quá. Bây giờ là mình tiếp tục mình lại đi ôi đường dưới đánh nhau. Nói chung là farm lính nó cũng hơi chật vật một chút, chủ yếu là đi gây ra khả năng khó chịu thôi. Đến đây thử tán gái nhá, mình sẽ thể hiện cái khả năng tán gái. Úi giời ơi, tán gái, gái xinh đứng lại. Ui, thôi, đùa chứ sao phá dối vậy. Đùa đùa cái ông này, khổ lắm. Mỗi lần là tôi định có cái kỹ năng gọi là đi tán gái mà ai ngờ gặp ngay bò nó ra, nó quấy rối anh em ơi. Bò nó không cho mình thực hiện cái công việc đấy, hơi bị buồn một chút. Suýt nữa tôi là mình sẽ tán đổ được cái cô nàng theo nát, nhưng mà đời không như mơ mà. Ôi, tìm lại cái người ta cơ hội sau đi rồi. Gấu ơi, để cho mình. Đùa chứ, lại cướp mất của mình rồi. Đúng là đồng đội tệ bạc thật. Ok, tiếp tục sử dụng tráng và sử dụng chiêu cuối phát này thì nổ sát thương. Tiếp tục chiêu 1, ui giời ơi, thần thánh rồi. Sử dụng kỹ năng liên tục anh em không phải lo, lấy trụ đi anh em. Trận này về cố gắng kết thúc sớm, tại vì team bạn rất là trâu. Đó, chưa lấy được cái trụ này. Rồi, không dám lên luôn. Ước gì ai cho tôi con bùa xanh, tôi có thể ép được trụ tốt hơn. Đường trên anh em. Eo su lại chạy đường trên. Đường giữa với đường trên, mỗi cái đường nó có xíu máu thôi, chết này. Ui, lớp giáp kìa. Ui, có lớp giáp ảo kìa, chết luôn rồi. Roker không cả chịu được sát thương, em ơi, lên bảng hết. Trời ơi, tôi thật sự là hủy diệt luôn, 9-0. Nào vào đây, tán gái tiếp. Lấy trụ đây anh em, còn mỗi một mình AD làm sao đỡ nổi. Đúng rồi. Rồi, nổ này. Nói chung là bây giờ cái lượng vàng chênh lệch nó quá là cao. Rồi, gấu bị bò đập chết. Đúng thật là người ta gọi là lấy thịt đè người. Gấu thì vẫn bé hơn bò, mà bò thường thường là bò vẫn nặng cân hơn thì phải. Đấy là trong liên quân thôi, chứ ngoài đời thì nó lại ngược lại anh em ơi. Cũng chưa biết được, thằng nào ăn tham thì thằng đấy béo hơn. Trịch tao rồi, cái gì, trịch cái gì đây. Ok, kết thúc trận đấu đó là anh em lên thẳng nào. Bây giờ chỉ cần đợi mình về hồi phục mana đã, rồi sau đó là chúng ta đi chung và kết thúc trận đấu luôn. Hiện tại là trận đấu này phút thứ 11, team bạn mới ăn được 5 mạng thôi. Đấy là một cái hạn chế. Cái trụ đứng giữa còn xíu máu, trụ đứng trên còn xíu máu. Tận hưởng, đúng thật là tận hưởng cái sức mạnh vị tướng Ignis sau cái sự chỉnh sửa tiếp theo.
khổ lắm, được mới tăng sức mạnh lên được vài một hai tháng thôi lại bị giảm sấp mặt, đến buồn đến nản. Ui giời ơi, chạy đâu, nổ, có mạng nữa, 10 mạng, sổ đẹp quá anh em ơi, 10 mạng rồi, quá đẹp. Ép luôn trụ đứng giữa này anh em. Trận này thì cần gì ăn tà thần Caesar với ăn rồng nữa. Lên thẳng anh em ơi. À, cái trụ đứng giữa này lính tràn lên rồi, ép một đường thôi. AD, 2 AD này, úi dồi, chưa cuối, anh em thấy nhìn thổi tốc biến chứ. Đùa, hơi bị đáng tiếc một chút. Tại vì là theo nét vượt xong tốc biến không phát đấy là chịu đúng một combo là chết chắc rồi. Cái ông này bắn cái gì? Xong cái trụ đứng giữa và đây thủ này. Rồi và đây thủ này. Rồi và đây thủ này, đúng rồi. Xong xác định này, nổ tiếp và một mạng nữa. Trời ơi, đúng thật là không ai bắt được mình luôn tại vì cơ động cao mà. Kể cả Lữ Bố này, chiến thần Lữ Bố này, Lữ Bố ngập hành này. Ok, chắc có lẽ là vào kết thúc trận đấu anh em ơi, và phá hủy thẳng nhà thôi. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Review qua sức mạnh tướng Ignis trong phiên bản sau có một chút sự điều chỉnh, đó là giảm sức mạnh từ chương 1. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.